có sao đâu. Nay ban công tư tôi mà mỏi mệt, xưa ông 30 dân tình sợ sệt. Vào đến thông tư chẳng muốn đi làm, lời nào của ta, lời nào của bạn, lời nào copy, lời nào tự soạn. Mỏi tay trường vào nghỉ trưa thì mình ngồi lại làm việc thật lâu nhưng không được nhiều. Có thay thông tư trên đầu, sổ sách trên vai, đôi tay ta đây đã dần trái sạn. Đi mau cho xong thôi thì làm tạm, liệu có ai xem mọi thứ trong này.